Xin thân ái kính chào tất cả anh em quay trở lại sếp Vạn Năng, em tên Sơn, số điện thoại của em là 0335172445, số Zalo cũng là số trên. Em bán một số mặt hàng nội địa Nhật cũ, hôm nay em cũng xin nói rõ ha, anh em nghe rõ xem kỹ trước khi quyết định mua. Còn muốn biết thêm thông tin sản phẩm cứ việc liên hệ hoặc điện trực tiếp của số điện thoại của em hay là Zalo của em số trên nha. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Thì kính chúc tất cả các anh em thật là nhiều sức khỏe. Thì em cũng xin nói là có hai hình thức bên em để thanh toán khi mua hàng bên em nha. Thứ nhất là chuyển khoản đủ đơn hàng từ 300.000 trở lên thì em bao ship. Nếu như anh em ship code vô lòng thanh toán tiền ship giúp em ha. Rồi thì ở đây thì em bán thì em sẽ vô từ sản phẩm quay cho anh em xem nha. Còn kích thước hay là bất cứ vấn đề thông tin gì liên quan tới sản phẩm của em bán đây á thì cứ việc liên hệ trực tiếp em sẽ giải đáp thêm. Rồi, sản phẩm đầu tiên là cái đồng hồ xe nè, anh em nào thấy thích hợp phải chăng ha, hoặc cần sử dụng hay là chế giáo gì đó, đồng hồ này đúng nguyên thủy của nó là chưa có sử dụng, thảy vô trong cái bao đồ nghề của em nè, nó bên bển họ thảy vô nè, thì để rất là lâu ha, cho nên là ngoại hình đồ gì anh em thấy ha. Rồi anh em chế cháo hay là sữa hay là làm cái gì đó, anh em có nhu cầu thì cứ việc lấy về mình chế cháo ha. 150.000 cái đồng hồ nha, rất là đẹp ha, rất là đẹp. Rồi đây một sản phẩm đầu tiên ha. Tiếp theo tới cái cây gây rút ly vê sản phẩm tại vì thì em cũng mới về cái lô đồ đó thì em cũng quay bán hết được một clip rồi, clip này clip thứ hai thì em về thì đây nó cũng cận cái Tết âm lịch của mình ha, cho nên thì ở đây em cũng không có vệ sinh được nhiều đó, mấy sản phẩm ở đây em bán đây thì có một số vệ sinh, một số cũng chưa có vệ sinh nha. Rồi cái này thì em cũng chưa có vệ sinh nè, cái cây này cây rút ly vê nha, trên mình của nó có để mắt in Japan luôn. Thì rút ly vê này hoạt động tốt, đủ đầu thì nó nói chung là nhiều thì cũng phải nhiều mà ít cũng phải ít, nhưng mà nó cũng em theo bản thân em thì về cũng lâu lâu nó không có một hai cây gì hả. Nói em về lô được rồi cũng gần 4 tấn á, thì anh em cứ việc xem nha, nếu như thấy có nhu cầu thì lấy ha. Rút ly vê 400.000 đủ đầu nha. Ở đây thì em cũng test thử cho anh em luôn, có mắt in Japan trên đây nha, em test thử cái phần rút ly vê cho anh em xem thì nó rút là rất là tốt nha, nó rút rất là tốt đó, có nó có cây mở thay đầu ở đây luôn nha. Cái cây này thì tương đối nó còn khá là đủ đó, nó còn đủ đó ha. Rồi giờ em rút nè, đó khi mình rút một cái là nó sẽ ăn nè ha. Đó. Rồi, đó, cái tiếp theo nè. Rồi, hai cái là nó sẽ đứt nha. Đó. Anh em lật ngược cái này lại thì nó sẽ gớt cái đầu ghi vê kia ra. Đó, nó gớt ra nè. Đây ha, nó gớt cái đầu ghi vê này ra. Rồi, xong hết anh em, là hoạt động tốt. Anh em thấy có nhu cầu sử dụng thì cứ việc liên hệ cho em nha. Đó. Rồi. 400.000 cây rút ly vê. Tiếp theo nha, tới mã kìm số 1 nha. Kìm số 1 em bán giá là 100.000. Đó, anh em xem nha. Đó, kìm này thì em vệ sinh rồi ha. Kìm thương hiệu Mary, anh em xem ngoại hình kích thước ha. Rồi. Chiều dài cây này là 185 nè. Thương hiệu Mary. Đó, cạnh cắt trước sau nè. Đó. Rồi, găng nè. Rồi, cái này em bán giá là 100.000 kìm số 1 nha anh em. Tiếp theo kìm số 2 nha. Em bán giá là 100.000 luôn cây kìm nguội ha. Anh em xài cắt dây chuyền, máy dây chuyền rồi lặt vặt trong nhà ok ha. Cây này thiên hương hiệu là Victor. Anh em thích cây nào lấy cây đó, cây này dài 185. Rồi ngoại hình nè, cạnh cắt trước, cạnh cắt sau nè. Đó, găng nè. Rồi ha anh em, cây này 100 nha, kìm số 2 đã vệ sinh ha. Tiếp theo kìm số 3 cũng vậy, cũng đã vệ sinh, em bán cho anh em 100. Anh em xem ngoại hình nha. Rồi kích thước. Đây là 21cm nha anh em ha, 21cm Maruto ha, Japan. Rồi cạnh cắt trước, cạnh cắt sau nè, răng nè. Rồi cái này em bán cho anh em giá 100.000 kèm số 3. Tiếp theo kèm số 4 em bán cho anh em 108 ha. Rồi kèm số 4 thương hiệu Victor luôn, anh em xem ngoại hình nha. Có đóng Japan dưới này nha. Rồi cái này là 20, gần 21 á ha. Rồi thương hiệu Quýt To, cạnh cắt nè, trước nè, sau nè, đó, găng nè. Đó, rồi cây này em bán 108. Tiếp theo kèm số 5 em bán cho anh em 106. Kèm số 5, 106. Thương hiệu là Fujiya ha, anh em xem ngoại hình ha. Fujiya.
Rồi thì dài của cây này là 21 cm nha, 21 cm. Rồi cảnh cắt trước nè, cảnh cắt phía sau nè, răng nè. Rồi tiếp theo kèm số 6, em bán với giá là 100.000 ha. Kèm số 6, thương hiệu là cây 3, thương hiệu là cây 3 ha. Rồi này là 16 năm nè, 16 năm anh em xem ngoại hình nha. Đó, cây 3. Rồi cảnh cắt trước sau nè, răng nè. Rồi ha, giá bán là 100.000. Tiếp theo kìm số 7, giá bán là 100.000. Kìm số 7 100.000. Đó anh em xem nha, cảnh cắt nè, răng nè. Đó, rồi em bán 100.000 kìm số 7. Tiếp theo kìm số 8 em bán 100.000 luôn. Anh em thích cây nào lấy cây đó. Anh em nào điện trước chốt trước thì đúng cái sản phẩm của mình ưa thích ha. Còn chốt sau thì có thể là bỏ lỡ. Ví dụ như bỏ lỡ thì lần này không được thì lần sau ha anh em. Đó, rồi. Ok ha. Đó, rồi cái này em bán giá là 100.000 kìm số 8. Tiếp theo kìm số 9 em bán cho anh em giá là 150. Rồi ngoại hình nè. Bây giờ bộ quên đo chiều dài như vậy ta. 21,5 cm nha anh em. Cái này dài lớn nè, đó, biết to. Anh cắt nè. Trước sau ha. Rồi răng. Rồi cái này em bán cho anh em 150 nè. Tiếp theo cây số 10 em bán cho anh em 180 nè. Thương hiệu biết to luôn ha, anh em xem ngoại hình. Rồi. Dài của nó là 21,5 cm nè. Đó. Rồi cảnh cắt nè. Đó, răng. Rồi ok ha, 180. Tiếp theo kèm số 11 200 ha. Kèm số 11 200.000. Rồi cái này thương hiệu Fujiya, anh em xem ngoại hình nha. Rồi Fujiya. Rồi cái này thì là 21,5 cm nè, ngoại hình ok ha. Rồi cảnh cắt, cảnh răng này nè, trước sau nè. Đó ha. Đó, răng nè. Ok nha anh em, cái này em bán cho anh em 200 nè ha. Rồi tiếp theo tới kìm bấm nha, kìm bấm mã số 0. Đó, cũng là thương hiệu Kakuta, có thương hiệu đầy đủ đàng hoàng hết ha. Rồi, kìm này thì chưa kịp vệ sinh nha, nói chung là cũng không có vệ sinh. Bán cho anh em giá là 180. Rồi, 180, anh em đồng ý ngoại hình ha, chân cẳng gì đó thì anh em cứ việc điện thoại cho chốt ha. Đó, cái này anh em có thể tăng đưa dặn lên xuống được nè. Đó, này núm xay nè. Đó, anh em muốn làm gì đó, anh em làm tùy theo kẹp gỗ, kẹp sắt hay là cái gì đó. Cái này là Nova, là số 3 nè, đó. Rồi, ok ha anh em, cây này 180.000. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì về vệ sinh làm gì thêm 180. Tiếp theo nha, kiềm bấm mã 1 em bán 180 nha. Kiềm bấm mã 1, 180. Rồi, 180. Anh em nào dùng thì liên hệ ha. Anh em nào dùng liên hệ nha. Rồi, kiềm bấm mã 1, 180. Cũng Kakuta luôn nha, cũng có thương hiệu rồi, về đầy đủ ha, ốc cũng dặn lên xuống bình thường, 180. Tiếp theo kìm bấm mã số 2. Đó, giá 180 luôn, kìm bấm mã số 2, 180 luôn. Anh em nào dùng thì liên hệ. Rồi. Đó. Đây ha, 180. Thằng này cũng Kakuta đó nha anh em ha. Này cũng cao công ta nữa đó. Rồi 180.000. Tiếp theo nha anh em bán kìm bấm mã số 3. Em bán hai cây này, hai cây này thì nó hơi cũ, chắc cái bịch bển họ xài hơi nhiều á. Em bán cho anh em hai cây này 250. Anh em về mình sử dụng tạm hay là chỉnh sửa gì đó thì tùy anh em ha. Rồi hai cây này em chỉ bán 250 thôi. Anh em nào có nhu cầu thì điện thoại em sớm chốt đơn ha. Tốt nhất là anh em điện thoại thì nó sẽ trực tiếp em ghi đơn tại chỗ luôn đó. Rồi anh em nào chưa có mua hàng bên em thì cho tên địa chỉ qua luôn ha. Rồi 250 ha. Anh em nào mua liên hệ trực tiếp số điện thoại 0335172445 em tên Sơn nha. Tiếp theo kìm bấm mã số 4 em bán cho anh em 400, thương hiệu top nha. Rồi thương hiệu top 8 gip nè. Đó, ngoại hình nè, chưa vệ sinh nha anh em, chưa vệ sinh, mỏ mộng nè. Đó, ra vô nè, găng cỏ cái đây ha. Đó, rồi cây này nói chung là cũng còn đẹp á. Rồi ha,
anh làm ơn cắt cho biết ra giùm em cái đó hai anh em top nha, 400.000. Cái này là 8 kiếp. Rồi tiếp theo, cái này là cây kiềm bấm số 5, giá bán 400.000. Cũng trùng thương hiệu, cái này được một cặp luôn. Anh em nào có nhu cầu thì lấy một cặp luôn ha, 8 inch nha. Đó. Rồi. Ngăn cỏ nè. Đẹp. Rồi. Nãy nó tiết hết cái rồi. Rồi ha. Rồi anh em nào xài liên hệ. Kiềm bấm số 5 400. Tiếp theo tới kéo. Kéo thì em bán một bạch gì nè, chưa vệ sinh gì hết trơn á. Kéo mã 1 em bán cho anh em giá là 200 nha, kéo bãi nha. Anh em nào cần thì lấy về mình vệ sinh lại mình dùng nha. Rồi, giá bán là 200.000 bạch gì thôi ha. Rồi anh em thấy có nhu cầu thì liên hệ. Đó, bằng cá, bằng mắm gì đó ha. Rồi cắt giấy làm hành, cắt hành, cắt tỏi, cắt hành phi rồi vậy ha. Đó, cắt kiểu, cắt giấy rồi vậy nè. Đó. Đó, anh em xem rất nhiều ha, ăn cua ghẹ rồi vậy được luôn ha. Đó, ăn cua ghẹ, kéo cay luôn nè nha anh em. Đó, chỉ có 200.000 đồng bịch thôi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ sớm ha. Rồi. 200.000 đồng bịch ha, kéo tỉa tóc nữa nè. Rồi, tiếp theo bịch kéo số 2 cũng vậy luôn. Em cũng bán cho anh em giá là 200.000 luôn, kéo số 2 200. Đây, cũng vậy ha. Đây, cũng mượn mấy cây, 20 cây gì đó anh em. Đó. Rồi. Chưa có vệ sinh gì hết trơn á, anh em nào xài thì mua về vệ sinh ha. Rồi, anh em xem. Đó. Đây. Đó, cây này còn mới chát chưa xài luôn hay gì, còn cái tem nữa nè. Tiếp theo cái số 3 220 nè. Cái số 3 220, anh em về vệ sinh, biết mài thì mài dũa lại xài, cắt giải ngọt liệm luôn ha. Đó, mài dũa rồi gì lại cho nó bén rồi mình xài là ok, ngon lành luôn á ha anh em. Mấy kéo này là thép của Nhật, nó cứng, nó tốt nha. Đó, thì anh em thấy có nhu cầu thì cứ việc mua về vệ sinh mài lại. Còn không thôi mướn ông thợ mài kéo đó cũng làm luôn ha. Đó, rồi, kéo số 3 này em bán cho anh em 220 nha. Tiếp theo tới đục gỗ. Đục gỗ này thì em lựa ra được nói chung thì lần lựa thì được chỉ ít ít gì thôi nó. Thì thấy bao nhiêu thì gom bán bấy nhiêu thôi. Đó, anh em xem ngoại hình nè. Bột gỗ là 30 gữ nè. Anh em nào mua thì liên hệ em, chuyển khoản đủ bao ship nha. Rồi cái em sẽ đo. Cái này thì tất nhiên là phần chưa vệ sinh là anh em thấy là gõ rồi nè ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa em không có bao độ bén gì hết nha. Còn ngoại hình thì anh em xem, anh em đánh giá. Nếu như ưng ý thì lấy ha. Rồi em sẽ đo cái bài bản này thôi. Đó, có mẻ, có lục thì về anh em mài dũa rồi gì lại thêm, làm thêm ha. 350.000 nha, chuyển khoản đủ bao ship. Đó, cái này bản 15 nè. Bản này là 15.5 nè. Bản này bản 15 nữa nè. Bản chạng chạng 15.5 nè. 15.5 luôn nè. Bản này bản 23. Bản 24 ha, dài. Giá bán 350 nha anh em mua chuyển khoản đủ bao ship. Ship code thì thu thêm tiền ship. Rồi, tiếp theo với bộ dao giấy này 120 nè. Đó, cũng chưa vệ sinh, chưa có làm gì hết trơn á. Vậy anh em tự làm ha, 120.000. Đó, mã dao giấy chứ. Mã là dao giấy nha, dao giấy. Rồi, dao giấy 120.000. Rồi, trong đây thì gồm có 4 cây ha. Một cây Otla nè. Đó, cây Otla, cây này cũng Otla luôn ha. Rồi, cây này made in Japan nha. Rồi, cây này thì của Tajima ha. Hàng Tajima là hàng cao cấp nha, hàng xịn sò nha anh em. Rồi, ok, 120.000, 4 cây dao giấy này. Anh em nào xài thì liên hệ em, mua về mình vệ sinh gì lại mình xài. Tiếp theo thì em bán cái bộ van, cái nguyên bộ, nguyên gỗ này nha, chứ không phải cái này 2.2 nha. Em bán như vậy là không có bao, không có gì hết cho anh em về anh em tận dụng hay là xài đúng công chuyện, mục đích gì của anh em đó anh em xài. Đó, thì công ty, nhà máy, xí nghiệp hay là bất cứ cái gì đó ở nhà anh em cần xài chế cháo hay là cái gì đó thì cứ việc liên hệ em. Nguyên một cái bộ combo đồ van đi, là em để mã van đi, giá 2.2 triệu. Đó, anh em về coi tận dụng, tinh chỉnh, sửa chữa hay là cái gì đó, nói chung anh em về anh em lắp vô anh em xài. Đó, cái này là cái van, cái lúc B hay là cái gì đó, nói chung là màn không có gành nha, 304 nè. Đó, em này cái đồng hồ báo cái gì đó không biết nữa. Đó,
thì một bộ vậy em bán hết luôn là 2,2 triệu, không có bao cái gì hết á. Đây hình như là một cái lớp B nè, nó có lò xo hay gì, đẩy đẩy đây nè, đẩy đây ha, lớp B nó cho nước chảy 1 triệu hay gì đó nè, đó. Rồi một cái đồng hồ MBA ha, sức 3 đó. Rồi cái này là cái co nữa nè, đó. Rồi 3/4 nè, đó, hai cái đầu nối. Cái này van khóa đây, van khóa đây. Hôm nay nó sử dụng tép lông trong đây hay gì nè anh em, đó. Rồi ok nha, filter đó, cái này nó có cái dàn lược nữa hay gì nè, nó đủ thứ cho em, không có gành mấy cái này nha. 304 nha, cái này là van mình dặn ra dặn vô nè, đó. Sao cứng vậy ta? Ấy da, sao cứng đầy nhà chơi. Trời ơi, nó thối. Nước này nước mưa nó chui vô đây á. Nè, anh dặn nó lên thì ở đây lỡ rồi, cho nó chảy luôn đi, cho nó hết luôn đi. Thôi nó dặn chuyển nước nhẹp gói hàng chết luôn. Đây à. Đây ha nè, nó dặn thì nó cái rút lên vậy nè, anh dặn. Thì siết xuống. Thối mình mẩy hết nè, mua giùm em. Rồi, đây ha. Rồi anh em nào xài thì liên hệ. Đây về mình sử dụng là nó hết à. Rồi. Đó, KITZ nè, đó, cái này cũng tương tự, cũng dặn thì nó rút lên vậy nè. Đó, dặn sớm nữa. Đấm. Rồi đây ha. Hai cái đồng hồ nữa nè. Ủa nãy quay rồi. Rồi, này ha. Dặn tương tự. Rồi 2,200,000 đồng, 2,200,000 đồng đó, chuyển khoản đủ thì em bao ship, ship code. Cái này hơi nặng nha anh em, 20 mấy ký á. Rồi cái này cái giống cái lớp B nữa nè ha, đó, cho nó chạy 1 chiều nha, đó. Này để lùm hết trơn không hiểu nổi. Này cái van điện nha, đó, cái van điện. Rồi anh em về mắt in Japan luôn nè ha, mắt in Japan luôn, CKD nè, sử dụng điện 100V nè ha, mắt in Japan luôn. Rồi cái này đồng hồ nữa nè, đó, đây thêm cái đồng hồ nữa nè, MBA nè ha. Rồi áp suất 3 đó, đây ha, van khóa thằng thao nè, khóa ngã ba nữa nè ha. Rồi đây, rồi hết em đây. Này cái thước của em nước quá trời, ô van trong đó không mà nước nhóc hết trơn. Rồi đây ha, đây là hồ áp suất lên hay gì nè, đó. Đây 2,2 triệu nha anh em, 2,2 triệu đó. Anh em nào cần dùng thì liên hệ, không sao bằng. Rồi ok, tiếp theo tới dao thì mã số 1 em bán cho anh em giá là 200.000, mã 1 giá 200 đó. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ha, đó. Cái này túi da của nó, anh em xem nha, ngoại hình sao thì anh em nhận hàng quá đúng y chang vậy thôi nha. Rồi đặc biệt những anh em nào muốn ship code, nhận hàng, kiểm tra rồi mới thanh toán thì được luôn, hết đầy đủ ở đây, bên em là có cho kiểm tra thanh toán nha. Đó, anh em nào mua lần đầu mà ship code, nhận hàng, kiểm tra thanh toán, vui lòng nhận cọc phí vận chuyển giùm em nha. Rồi 21 gần 22 nè, đó, bề bản nè 32mm nè ha. Cái gáy lưng này nó dày, cái lưng này nó dày khoảng 5mm nha anh em ha. Rồi bán cái dao gần mini này ha, độc lạ, có cái túi đựng luôn, giá bán là 200.000. Dao số 1, tiếp theo dao số 2 nha, dao số 2 300.000, dao số 2 300.000 đó. Dao hoàn toàn chưa có vệ sinh gì hết trơn nha, không có vệ sinh gì hết đó. Rồi em thì không có đủ thời gian để vệ sinh luôn, đây khu ra bán cho mấy anh em. Dài nhất của nó là khoảng 36 cm nha, dài hơn nữa. Rồi cái bề bản này của nó là dày nhất đi, dày nhất là 52 ha. Cái gáy lưng này của nó là 8 ly. Rồi ok,
giao số 2 em bán cho anh em 300.000 ha. Mẫu van nè. Rồi tiếp theo cái giao số 3 cũng vậy, cũng 300.000 đó. Anh em nào thấy có nhu cầu thì liên hệ, chặt cây chặt củi đi gần hay gì đó anh em. Đây tổng chiều dài của cây này nha, này chặt dừa là khỏe anh em, cái này là 37 đó, cây dao chặt dừa xà uống thoải mái luôn. 40-45 cái gáy lưng này của nó khoảng 4-5 ly vậy đó anh em. Rồi tiếp theo nha, dao số 4 em bán cho anh em là 300.000 luôn ha. Dao số 4 300.000 thì cứ mua anh em đơn hàng từ 300.000 trở lên, chuyển khoản đủ là em bao ship 34.5 cm ha. Rồi cái bề bản chỗ này dày nhất lớn nhất của nó là 54 mm, gáy này là 60 mm đó, 56 mm gì đó anh em. Giá bán là 300.000. Tiếp theo dao số 5 em bán cho anh em giá là 350 đó. Ngoại hình của nó anh em xem kỹ nha ha. Rồi cái chiều dài của nó nè, chiều dài của nó là 43 ha, 43. Cái bề bản chỗ lớn nhất của nó là 7 phân, cái này nó bị dập rồi, để đo cái chỗ mà ít dập 1 phân nha. Rồi ok nha, đó giá bán là 350. Tiếp theo nha, lấy cây này bạo vỏ cây, anh em thích hợp sưu tầm chở phong thủy gì đó thì tùy. Giá số giao số 6 em bán cho anh em giá là 600.000 ha. 600.000, anh em nào xài thì cứ việc liên hệ, giờ vô chỗ này thì rất lớn nha anh em ha. Rồi ngoại hình thì anh em xem đó, ngoại hình anh em xem đó. Rồi ha, đây đây em cũng đo luôn cho anh em. Bề bản của cây này là 60, chắc khoảng 60 á. Ghế lưng này dày nhất của nó là được 7-8 ly nha, 7-8 ly. Rồi cái lưỡi này của nó thì được là 33.5 ha. Rồi em bán là tiếp theo là cái con đội. Con đội là con đội cá sấu ha. Ngoại hình nước sơn thì còn rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, anh em nào cần dùng thì liên hệ. Đội nè, đội 2 tấn. Đội 2 tấn hoạt động tốt nha, hoạt động tốt. Rồi, nó về thì thử đó. Tải ok lên bình thường luôn nha. Anh em nào xài thì cứ việc liên hệ, đội còn rất là mới, để tí xíu em đội lên xong rồi em quay cho anh em xem cái ti nha. Rồi hết đội nha. Ti đội còn rất mới, ngoại hình là khô ráo ha. Rồi em bán cho anh em với giá là 1.1 triệu, chuyển khoản đủ bao ship. Rồi hạ đội. Tiếp theo đội mã số 2 em bán cho anh em giá là 900. Đội này em bán 900 nha, không bằng con kia. Đó, ngoại hình thì nó hơi cũ hơn thôi, nhưng mà nước sơn thì vẫn còn nha, hơi cũ hơn con kia thôi. Rồi con này là đội cũng 2 tấn luôn, 2 tấn ha. Đó, anh em xem nếu như có nhu cầu thì liên hệ. Con này thì 900.000. 900.000. Anh em xem nè. Rồi, cũng còn nước sơn cũng liền lạc, nhưng có cái là nhìn thấy ngoại hình nó hơi cũ hơn con kia thôi ha. Rồi ok, em bán 900 nè. Con này thì nó hơi thiếu dầu thủy lực tí. Đó, vậy anh em bổ sung thêm dầu nó lên, mảnh lên chậm nha. Đó, thì anh em về bổ sung thêm dầu là hoạt động bình thường thôi, chứ không có gì. Ti nó đây, ti nó đây ha. Rồi, anh em xem ngoại hình này vậy cũng khô ráo nha. Rồi, em bán cho anh em là đội số 2, giá bán là 900.000. Rồi, số đội nha. Rồi tiếp theo tiếp theo em bán đội mã số 3, giá bán là 1.5 triệu. Đội này thì con đội đội trọng tải ngay đây là 10 tấn, đúng 10 tấn nha. Ti còn rất là đẹp ha, hơi hám rồi về đầy đủ, đặc biệt chỗ xây này anh em muốn xây góc nào xây, muốn xây góc nào cũng nâng lên được hết ha. Rồi hoạt động là ok, bên lên nào nào ha. Đó, anh em xài thì cứ việc liên hệ, bên nào cũng lên chân á. Đó,
Cái này là đội hết đội luôn nè, cái này đội hết đội luôn, em sẵn em đo chiều cao luôn cho anh em xem nè. Từ cái dưới đất nè lên tới trên đầu này là 41 cm nè. Nếu như mà mình chưa có đội á là khoảng 37 ha. Giá bán là 1,5 triệu, trọng tải của nó chịu được là 10 tấn nguyên zin nguyên thủy, đội lên hoạt động tốt. Rồi, tiếp theo. Đội mã số 4 em bán cho anh em giá 120. Đội chữ A hoạt động tốt ha, bao anh em đi thẳng lên xuống nhẹ nhàng. Rồi xài liên hệ em, trọng tải chịu được 700 kg. Tiếp theo đội số 5, giá bán là 100.000. Đội này chịu trọng tải 400 kg, anh em nào xài thì liên hệ. Ngoại hình nước sơn là ok, bao ti thẳng lên xuống nhẹ nhàng. Rồi tiếp theo đội số 6 em bán 120, con này em bán giá là 120. Con này là thương hiệu là Honda, đội trọng tải chịu là 700 kg. Lên xuống hoạt động tốt, sắt dày cầm nặng tay luôn, 120.000 con thôi. Anh em nào xài liên hệ. Tiếp theo đội mã số 7, con đội này đội xe nhông. Đội xe nhông, đội này chịu trọng tải là 2 tấn, con đội Toyota ha, đội Toyota. Đội này thứ đội đen của luôn rồi em về là nhiều lắm, mới. Con này thì không mới bằng ha. Con này thì lớn hơn đội đen. Đội đen là rồi thì đội 2 tầng, đội này chỉ có 1 tầng thôi. Nắp trên này là nó xây bình thường nha. Con này em bán giá là 380.000. Đội chịu trọng tải 2 tấn nha anh em, hoạt động rất là êm nha. Con này thì anh em có thể mở ốc ra là tra dầu mỡ kiểm tra gì đó thì tùy cái đó anh em về anh em sử dụng nha. Cái này hàng bãi về nguyên zin, chưa có sửa chữa, chưa có gì hết. Đó, hoạt động tốt em bán luôn ha, giá bán là 380. Chị trọng tải 2 tấn nha, chỉ có 380 thôi. Anh em nào cần xài cứ việc liên hệ em. Rồi tiếp theo đội số 8 em bán cho anh em giá là 500.000. Đội này chịu trọng tải của nó là 3 tấn. Đội này chịu trọng tải 3 tấn nha. Con này đội 2 tầng nha anh em. Em đổi hết lên thử rồi nó lên tầng thứ 2 sao. À, đây nó lên tầng thứ 2 luôn nha anh em. Đó. Rồi đội này đổi 2 tầng, nắp trên xây bình thường. Con này hiện bán giá 500.000. Đội gì trong tải 3 tấn nha. Trời ơi, nó vậy đó. Ha. Rồi, anh em nào xài thì cứ việc liên hệ. Đó, 500.000 đồng đổi số 8. 3 tấn. Tiếp theo đội số 9 em bán cho anh em giá là 380.000. 380.000 đổi số 9 ha, anh em nào xài cứ việc liên hệ. Đây, này là dặn con đưa lên cỡ cao nha. Rồi anh em dặn vô nha, dặn hơi thuốc lên nó ra luôn rồi. Rồi ok nha, đội này thì chịu trọng tải là 2 tấn ha, KHK. Mấy đội này là xài rất là ok nha anh em, bền bỉ ha. Anh em đội khỏi xài khỏi sẵn nó bị tuột, bị gì hết trơn á. Đó, nó xây nhông găng nó chèn lên đây nè. Rồi giá bán cho anh em là 380.000, có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ, chuyển khoản đủ thì em bao ship luôn 2 tấn. Tiếp theo đội số 10. Số 10 giá bán là 460.000, con này đội 3 tấn nha, xác lớn luôn, nè bé ga đó nè. Rồi nước sơn thì còn đẹp, chưa vệ sinh nè, anh em vệ sinh ra thấy cũng còn sạch sẽ lắm nha. Hoạt động cũng tốt luôn, chỉ có đội không có tay quay ha, anh em nào xài thì liên hệ. Rồi 460.000. 460.000 hoạt động tốt, nắp trên này xây ha. Ủa nắp trên này cũng không xây ha. Không, nắp trên không xây. Rồi giá bán 460.000. Đó. Tiếp theo đội số 11 giá bán là 440.000, con này cũng 2 tấn luôn. 2 tấn đội xe nhông găng. Đó. Đây. Mã số ở cổ mà hoạt động rất là tốt nha anh em, nặng chắc chắn, xài thoải mái. Nhận lên nhận xuống rồi gì thoải mái, khỏe ha. Rồi anh em dùng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0335172445 hoặc là Zalo số trên nha. Hình ảnh kích thước thông số gì đó cứ việc liên hệ em. 440.000. Anh em nhận bình thường. Tiếp theo đội số 12 em bán cho anh em giá 200.000. Con này anh em mua thì nghe kỹ nha, nó hơi lỗi xíu. Cái con nợ này là 2 tấn nha. Anh em về kiểm tra lại bạc đạn hay là cái gì bên trong đó thì cái đó em không gành. Cái này thì hiện tại đội lên bình thường à. Mà khi xuống thì có khi là nó không có ăn nữa. Đó. Đó ha, nó có khi nó vướng lại gì nữa nè, có thể em nghĩ là bi bên trong nó bị mẻ quẻ một số bi hay gì đó. Nhưng mà có cái là này về anh em tháo ra anh em chỉnh sửa nha, em bán rẻ cho anh em, em bán 200.000. Đó, anh em thấy có nhu cầu thì cứ việc liên hệ, nhưng mà khi anh em gác cái tải lên trên này thì anh em dặn bình thường nha. Đó, con này thì nó chỉ có vậy thôi. Nãy giờ em gác cái giò lên em dặn anh em thấy không? Rồi đội số 12 em bán 200.000. Đó, anh em nào thấy có nhu cầu thì mua về mình kiểm tra lại, 2 tấn nha. Đó, UHT cũng đội Nhật, nghĩa đệ cũ. Rồi. Ok, tiếp theo nha. Cái con này là con đóng đinh. Cái con này là con đóng đinh nha. Thì trong đây cái bản thân nó thì nguyên cái cây đinh nó nằm trong đây ha. Cái đinh của nó là hình dáng như thế này nè anh em.
Đây, cái đinh của nó hình dáng như thế này đây. Đó, nó có găng nữa nha, chống trả luôn. Đây thì ở đây em cũng có đóng thử rồi nè. Đó, đóng thử lên trên gỗ nè. Mấy cái này là mấy cái mẫu nè, mẫu đóng thử nè, đóng mạnh thì nó vô sâu nè. Ha, chắc có khoảng 2 3 phân, 3 phân vậy á. Rồi. Cái này em bán 450 nha. 450. Anh em nào xài liên hệ. Thì hoạt động thì như vậy nè, anh em cái việc để này gì? Vô ngàm ha, đây nó có cái gờ nè, vô đúng cái gờ của nó đóng thôi. Lấy cái búa đóng mạnh vô đây nè. Đóng mạnh vô đây, lúc cán là nó ăn đinh vô thôi. Nãy giờ em đóng đây dính mấy cây nè. Đó, rồi, anh em nào xài thì liên hệ ha. Anh em nào xài thì liên hệ. Rồi, ngoại hình ok. Đó. Cũng nguyên dạng, thấy bể gì trơn á. Rồi. Này lấy ra sao ta? Rồi. Đây, cái này là cái cây lùa đinh nè, cây lùa đinh của nó nè. Ha. Đó, bỏ đinh vô đây. Cái này đóng được hai cỡ đinh nha, cỡ đinh dài thì lên tới đây, cỡ đinh ngắn thì nằm ở cái khúc này. Bây giờ để xuống dặn lại là gài lại nha, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Anh em nào xài liên hệ nha, 450.000. Đó. Rồi, tiếp theo tới cái tay quay nè, đá mài tay quay nè, anh em mài đá mài gì đó cần thì cứ việc lấy con này về mình mài ha. Rồi, con này thì bán cho anh em là giá là 500.000. Con này thì thương hiệu của nó là Standard ha, Made in Japan. Đó, sản xuất tại Nhật luôn. Hàng cổ nước sơn còn rất đẹp. Đó, kẹp bàn nha, kẹp bàn. Rồi, ở đây em quay thử nè. Đó. Em nha. Rồi, ok ha, em bán cho anh em 500.000. Đó, mã là đá mài tay nha, đá mài tay. Tiếp theo tới bạc bạn. Bạn thì ở đây em có hai bộ nha. Bộ lớn này thì 200, bộ nhỏ đồng giá. Anh em lấy bộ nào lấy. Rồi, anh em sợ bạc bạn thì mua đúng số, đúng mã về anh em xài. Còn nếu như không đúng thì anh em muốn mua về chế cháo. À, làm dao, làm kéo, làm gì đó anh em làm ha. Rồi Japan nha, mã của nó là 6310Z nè, 6310Z nè. Lăng nha, 1. Rồi 6310Z luôn, lăng nha, 2. Tiếp theo là 6310V ha, chụp nhựa nên Japan ha. Lăng luôn. 6310Z tiếp tục nè, lăng tiếp tục ha, bình thường. Tiếp theo ha, con này là 6310Z luôn ha. Con này cũng vẫn lăn bình thường nha. Rồi giá bán là 200.000, 5 cái bạc đạn 200.000. Tiếp theo bạc đạn số 2 ha. Bạc đạn số 2 này thì nó có hai bạc cỡ gì đó. Rồi giá bán là 200.000 luôn. Đó, mấy cỡ nhỏ đem đọc số nè, cái nào thấy em đọc số cho ha. Rồi cái con này thì là nó Indonesia nha, 608Z nè. Con này là 629V nè. Con này là 6003RS nè. 6004RS nè. 6004V. Rồi. Đây, tiếp theo tới cái này. Đây là 6305V nè, Made in Japan nha. Đó, quay nè ha. Rồi, tiếp theo là 6306Z nè, lăng nè. Rồi, 6306207Z, 6207Z. Rồi, cái này thì không thấy số rồi nha anh em ha, nó hơi lớn hơn 6207 đó. Cái này là 6308V. Rồi bộ này là bản số 2, 200.000. Tiếp theo cảo sên nè, mã là cảo sên 450 ha. Cái này dặn cái ti thì chịu cái này lại ha. Rồi em đo cái mình ti nha, mũi nhọn là còn ok nha. Đó, đâu vậy thứ còn còn. Rồi cái này là em đo mình nó được 4 ly rưỡi nha, 4 ly rưỡi. Rồi anh em nào xài liên hệ. Đó, 450.000. Rồi tiếp theo tới cần. Cần thì cũng chưa vệ sinh gì hết luôn. Đó, cần thì em bán 200 nè, cần này em bán 200. Cần thương hiệu Ton. Đó, anh em xem nha. Rồi em thử nè. Đảo chiều nè. Rồi đầu 1/2 nha. Rồi anh em về vệ sinh thêm, giá bán 200.000 cần số 1. Tiếp theo cần số 2, cần số 2 này ao sơn nước sơn để làm dấu nè. Về anh em chuộng nước sơn nha, cái này rất còn sáng nha, có nước sơn nó mới không bị sét á. Rồi cần số 2 cũng cuồng ton luôn, giá bán 200.000 đồng 1/2. Đấy, em thử nè. Đảo chiều nè. Hoạt động tốt, đồng 1/2 nha anh em. Tiếp theo nha, cần mã số 3, cần này là cần chỉnh lực nè. Đó, giá bán 500.000 cần số 3 nha. Anh em nào xài liên hệ. Đây cái này thì anh em dặn thì cái cây này nó sẽ cho xem lực nè, lực từ 90 Newton nè ha. Rồi anh em xem. Đầu 3/8 nha, đầu 3/8.
thì khi mình dặn thì cái kem này nó sẽ chỉ ha. Rồi cái này cái loại nó vậy nha anh em, nó em không có chế cháo gì trơn. Rồi anh em nào xài liên hệ nha, 500.000. Tiếp theo 38 nha, lần số 4 nè, tự động em bán giá là 150 nè, đầu 38 luôn, hai chiều ha. Đây test nè, rồi đảo chiều nè, hoạt động tốt luôn nha anh em, 150.000. Rồi tiếp theo cần mã số 5, em bán cho anh em giá 180, thương hiệu của mình top luôn đó, ra ban đóng đây luôn đó, cần với đầu nói rồi gì giống ok hết luôn nha, thương hiệu một luôn đó, một cặp đúng của nó ha. Rồi anh em nào xài liên hệ 180.000, còn đắt mới làm cần tay cũng được, cần lực cũng được, thì tùy theo anh em nhu cầu công việc sử dụng thôi. Rồi tiếp theo bún mực số 1, Made in Japan luôn nha, thương hiệu Lotte, này cũng gặp cũng là lạ nha. Rồi cái này mở lên thì mình xài thôi, kéo ra đây mực là màu trắng là nó bay dính tay nè ha. Rồi mực khô anh em nào dùng thì liên hệ ha. Rồi giá bán là 200.000 bún mực số 1. Tiếp theo tới bộ làm vườn nha, bộ làm vườn như vậy là em bán cho anh em 350, vậy anh em tự mài vô sửa chữa lại mình xài đó. Rồi em cũng chữa vệ sinh luôn đó, cây này là cây ghép cành nha, cây ghép cành một cây có chữ nè ha, một cây. Cái này cây vỗ lưỡi cưa ha, hai cây. Cái này cây sản ha, ba. Cái này là cây cưa nách ha, bốn. Tiếp theo cây này là cây cào đó, sao ten luôn, có thương hiệu lớn này ngoài nha, có móc luôn nè đó, cào cát cào đất gì đó ha. Rồi đây là bằng cỏ rồi gì ok luôn nha, tên nét tiêu đó, 350.000 thôi, liềm nữa nè, cây cưa xếp nữa nè ha. Rồi giờ anh em vệ sinh mài dũa sửa chữa ra mình xài nha, đưa cưa xếp lại, cưa xếp này bị nứt đây nha. Rồi thêm cây cưa này nữa ha, thêm cây cưa hai mặt này nữa, với một cái này anh em có thể lạng đất rồi gì cũng được ha. Rồi 350.000 bộ làm vườn nha. Tiếp theo tới rìu, đầu rìu này anh em tra cán mài bán lại xài cực kỳ luôn nha ha. Rồi đầu rìu Nhật Bãi có ba râu đây nè. Rồi rìu số 1 em bán cho anh em giá là 200.000, đo bề bản này nha, đây 8 cm, chiều dài này là 11 cm nha, cái đít này là 4 cm đó, này 2 cm nha, mất tiêu tèm luôn hay gì. Rồi tiếp theo nha, rìu số 2 rìu số 2 em bán cho anh em 300 ha, rìu số 2 350.000. Rồi rìu số 2 là 300 nha, rìu số 2 đó, lông mèo luôn đầy đủ ha. Rồi con này anh em về trá cán vô là xài là nhức nách luôn, chả củi là ngon lành luôn, chặt cây đốn cây gì cũng được nha. Rồi 12 nha, 12 cm nè, đây là 12 luôn nè ha. Rồi cái chỗ cái đít này, đít này là 4 phân rưỡi, đây là 3 phân, ok nha. Đó 300.000 chỉ khoảng đủ bao xếp đầu rìu. Tiếp theo tới cây này là cây liếc dao này em bán 120, liếc dao này 120 nha. Đó rồi anh em nào xài liên hệ cũng về chung lưu đồ Nhật Bãi luôn ha. Rồi liếc dao còn sáng sủa. Tiếp theo cây kìa bấm có maple nha, tay nóc nè, tay này tay si nè ha, nó chứ không phải sơn nha. Đó maple còn hoạt động tốt ok anh em xem ngoại hình ha, 300.000 cây kim cóp này chuyển khoản đủ bao xếp, đầu rất đẹp, anh em về vệ sinh ra rất đẹp luôn nha. Rồi bấm nè, đó chó nhã nè, bấm tới đầu chó gài tới đó nè. Đó maple anh em xài thì liên hệ nha, vô việc thì liên hệ. Rồi cái này anh em bấm được đầu cót 1.6 cho tới 2 nè. Rồi lớn nhất cái này anh em bấm được đầu cót là 8-10 rồi gì đó ha. Rồi tiếp theo tới cây mỡ đá, mỡ đá có tăng đưa nha, 150.000. Rồi anh em nào cần xài thì liên hệ, mỡ đá có tăng đưa. Rồi đó cũng chưa vệ sinh gì hết trơn luôn ha, có sao em bán vậy cho anh em 150.000. Tiếp theo tới cây này, cây cắt dây nhôm nè, cái cắt dây nhôm này 300.000 nè, cắt dây nhôm 300 nè. Đó anh em xem là chưa có vệ sinh gì hết nha, nó chưa vệ sinh gì hết trơn. Rồi anh em xem mở mầm mình nha, quay cận cảnh cho anh em xem luôn đó, mở ra khép lại nè đó. Rồi cắt dây nhôm nè, mỏ ngắn ha, nó giá bán là 300.000. rồi làm kiển, anh em nào xài mỏ lết này thì anh em có việc liên hệ em, mỏ lết Mỹ nha, Regis, giá bán là 400.000 đó. Dặn đồ tròn thì ống nước gì rất là ok nha, ăn cỏ là còn đẹp luôn, ăn cỏ còn đẹp. Rồi anh em xài thì liên hệ em. Tiếp theo tới cây đục lỗ, đục lỗ này 450.000 nha, đục lỗ 450.000 đó, 450.000 hoạt động tốt ok ngon lành nha, ốc ác đầy đủ ha, chén này dính liền ok ngon lành đó. Anh em mở ốc này ra thì lấy cái chén này ra thay được ha, hiện tại lỗ này là lỗ đục 11 ly
đâu được 11 ly ha, hàng Nhật Bản xài liên hệ em nha. Đây dở lên đó, bỏ tên vào đục đó. Rồi ok nha anh em, 450.000 đục lỗ. Tiếp theo tới cặp cảo nhanh nè, Kakuta luôn nha. Đó cặp cảo nhanh Kakuta, anh em xài thì liên hệ em đó, cặp cảo nhanh. Rồi về anh em vệ sinh đó, về anh em vệ sinh vô dầu mỡ rồi gì thêm vô đó. Con này thì còn con này chỉ nè, một cây nè, cảo nhanh 450 nha, cặp cảo nhanh này 450. Cây này thì nó hơi nặng, về anh em vô dầu lại nha ha, không có gì đâu, cái này cũng còn mới lắm chứ nó không phải xét mà quá hạch cứng ngắc đâu, không đến nổi nha. Kakuta rồi 450.000 cho cái cảo nhanh này nha. Tiếp theo Eto số 1, Eto Pan nè, có hình kia quạt nè. Eto 1 này em bán giá là 450.000, anh em xem ngoại hình nha, nếu như thấy có nhu cầu thì cứ việc liên hệ. Rồi cần thêm hình ảnh hay là chi tiết sản phẩm gì đó cứ việc liên hệ các bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh rồi gì thêm cho anh em. Rồi ok nha, Eto Pan nha, 450.000 đó, ngoại hình của nó đây 450.000 nha. Rồi ngàm này em sẽ đo ngàm này cho anh em luôn ha. Eto này thì em chưa có vệ sinh, vậy anh em vệ sinh chai dầu mỡ. Rồi ngàm này là ngàm 62-63 nè đó, ngàm 62-63 nha đó, kẹp bàn anh em xài liên hệ nha. Tiếp theo Eto mã 2 giá bán là 350, Eto mã 2 350. Rồi em cũng chưa vệ sinh luôn, vậy anh em vệ sinh chai dầu mỡ ha. Rồi miệng ngàm của con này á, là nó được 39 nha, 39 giá bán 350.000 ha. Rồi anh em xài thì liên hệ. Tiếp theo ở đây thì em bán cảo ép, cảo ép mã 1 giá bán 300, cảo ép mã 1 giá bán 300.000, thì gồm có 4 cây 300.000, anh em nào xài thì liên hệ ha. Rồi em cũng đo chiều dài được thước rồi gì luôn cho anh em nha. Rồi còn chi tiết gì nữa đó, nặng hay là cái gì đó cứ việc liên hệ với em đi. Đó, điện thoại trực tiếp vô số điện thoại của em hoặc là kết bạn Zalo. Tổng chiều dài này là 20 nè, cái ngàm này trong đây được là 6 phân nè. Rồi anh em xem ngoại hình ha. Rồi chưa vệ sinh chai dầu mỡ gì hết. Giá bán là 300.000 cảo ép mã số 1. Tiếp theo cảo ép mã số 2 là 360.000. Cảo ép mã số 2 360.000 ha. Rồi gồm có 4 cây ha, cũng chưa vệ sinh chai dầu mỡ gì hết. Con này thì còn nấm nè. Rồi 360 nha, cũng kích thước y gan của bộ số 1 luôn. Tiếp theo cảo ép mã số 3. Cảo ép mã số 3 này em bán cho anh em với giá là 500.000, cảo ép mã số 3, chuyển khoản đủ bao ship nha. Rồi cái này thì còn nhựa cao su bảo vệ, con này mất nè. Đó, hai con này còn hoạt động tốt luôn ha. Mã số nó đóng là 300-8. Đây em test cho anh em xem nha. Con này thì cũng chưa vệ sinh chai dầu mỡ gì hết ha. Rồi chưa vệ sinh chai dầu mỡ gì hết. Đó. Rồi anh em xài liên hệ, còn nấm đầy đủ hết ha. Rồi đo kích thước nè. Rồi cái họng hàm này của nó thì được là 10 nè, 10 nè, tắt nè. Rồi chiều dài của cây này hết luôn là được là 37cm nè. Một cặp này như nhau nè. Giá bán là 500.000, chuyển khoản đủ bao ship. Tiếp theo tới bộ kép cành, anh em nào về dọn nha, chà rửa vệ sinh nó, đánh sét đánh bóng rồi gì lên, mài bén rồi gì lại ha. Rồi đó, thích thì anh em mua về dọn đó. Hàng em về thì chưa vệ sinh thì nó là anh em thấy ha. Rồi bộ này thì em bán cho anh em giá 700.000, phù hợp phải chăng cứ việc liên hệ với em, không bao gì hết nha. Đó vậy anh em tự vệ sinh, hàng bãi sơ em lục ra em bán cho anh em vậy thôi, 700.000 hết bộ này. Một cây là như thế này đây ha. Một cây nè. Cái thứ hai nè. Ha, hai cây nè. Rồi cái thứ ba. Cái này thì nó bị gãy chỗ này xíu nha. Đó. Ba cây nè. Bốn cây nè. Ha. 4 cây, 5 cây nè. Ha. 6 cây nè, 6 cây mà chỉ có 700.000 thôi, kéo cành nha. Đây, hiện tại mở chưa ra nha. Rồi 700.000 kéo cành. Tiếp theo tới mũ khoét. Mũ khoét này em bán bộ này cho anh em giá là 200. Đó, 200, chưa vệ sinh, chưa có gì hết. Chưa có chai dầu mỡ, chưa gì hết ha, 200.000. Rồi mũi thì em thấy còn khá nhọn, khá mới nha. Đó hàng bãi về thì anh em thấy nè, nó là như vậy đây. Đó khoét nhôm, nhựa, alu, gỗ gì đó anh em khoét ha, thạch cao gì đó anh em khoét. Đó tăng đưa của nó đây thì em thấy đang để mức 100 nè, 100 nè, đây 100 nè. Đó lỗ này chắc 100 nè. Rồi có thể tăng đưa ra thêm nữa ha. Rồi giá bán là 200.000 nha anh em. Rồi tiếp theo thì em bán cho anh em cái thước kẹp nè. Cái thước kẹp này thì em bán cho anh em 300.000. Anh em mua thước kẹp này thì anh em gõ xem kỹ nha.
cái đồ đo chiều sâu của nó nè, nó bị rớt ra nè. Đó, giờ anh em xử lý lại nha. Cái đồ đo chiều sâu này đúng của nó luôn nha. Đúng của nó luôn, bị rớt ra nè, nó bị sốc ra nè. Đó. Rồi. Rồi cái thước kẹp này thì ngoại hình nó sẽ tổng quan là như thế này. Rồi em sẽ quay gần lại cho anh em xem nha. Rồi, đó. Tokyo nha. Tokyo. Cái này cũng là một thương hiệu của Nhật nha anh em ha. Rồi. Đó, thì anh em xem nha. Anh em ưng ý thì lấy, còn mỏ của nó đây, bên này thì bị mẻ mỏ bên nè. Rồi, bên này thì mỏ ok nè, miệng này đo ok nè. Đó, khích gạch luôn nha. Anh em nào xài thì liên hệ em. Số má là còn rõ. Cái này dài nha, dài 30cm luôn á. Rồi. Ha. Rồi, anh em về xử lý. Rồi, thứ kẹp này giá bán 300 nè. Rồi. Đây em bán bộ cảo C nha. Bộ cảo C này em bán cho anh em Made in Japan hết nha. Made in Japan hết. Rồi, bộ này là 6 cây nha, 340.000đ, chuyển khoản đủ bao ship ha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ 340.000. Anh em xem ngoại hình nha. Nó cũng chưa vệ sinh chai dầu mỡ gì hết. Ở đây có con cây thiếu cái tay ha. Rồi, 340.000đ, chuyển khoản đủ bao ship. Rồi, tiếp theo tới khoan tay 150.000. Khoan tay nè, 150.000. Đó, cái khoan tay thương hiệu 3 chữ K nè. Rồi, cũng chưa vệ sinh chai dầu mỡ gì hết trơn nha. Đó, đầu mổ vậy anh em về, anh em tự vệ sinh, tự làm ha, chai dầu mỡ thêm. Rồi, quay nè. Đó, trả nè. 150.000 ha. 150.000 cái khoan tay ha. Rồi, tiếp theo tới bột mạch nè. Rồi, mạch này anh em nào sửa lấy linh kiện gì đó thì về anh em tự tháo ra, anh em đo chết sống hay là anh em gì đó anh em đo ha. Cái này thì em không có bao chết sống gì hết nha, gã mấy thiết bị sạc nguồn rồi gì của mấy cái thằng máy bãi rồi gì đó thì đây em gã ra được mua đây 150.000 một bọc này ha. 150.000 anh em thấy có nhu cầu thì cứ việc liên hệ một mặt nha, một mặt 150.000 đây. Đi gì nè. Mấy cái này anh em có sửa thì anh em lấy linh kiện phụ kiện anh em thay thế sửa chữa. Đó. Đó. 150. Rồi ok nha anh em, tiếp theo. Tới đầu khoan mã số 1 em bán giá là 200.000 đồng. Anh em nào xài liên hệ đầu khoan thương hiệu Yukiwa, chân vít chuyển sang đầu khoan đó, máy bán vít chuyển sang đầu khoan, kẹp tối đa là 10 ly đó, kẹp tối đa là 10 ly, hoạt động tốt ok ngon lành nha. Đó, đây ra vô nhẹ nhàng ha. Rồi tiếp theo đầu khoan mã số 2 giá bán là 100.000, đầu khoan mã số 2 giá bán là 100.000. đây đầu khoan nhựa, rồi Made in China nha, sản xuất tại Trung Quốc, xuất thị trường Nhật nha, mấy cái máy Trung Quốc xuất Nhật rồi gì đó. Rồi đầu kẹp nè, rồi thích đàng hoàng, kẹp tối đa 10 ly. Tiếp theo đầu khoan mã số 3 em bán cho anh em giá là 150.000, đầu khoan số 3 giá bán 150.000, đó cũng hàng gã máy Nhật bãi luôn. Rồi kẹp tối đa là 10 ly luôn nha anh em ha. Rồi 150.000, chân máy dứt chuyển sang khoan hết nha. Đầu khoan mã số 4 150.000 luôn, Makita. Rồi hoạt động tốt, ra vô nhẹ nhàng, miệng mà khích luôn ha. Rồi tiếp theo đầu khoan mã số 5 giá bán 100.000, cũng là máy Trung Quốc xuất Nhật luôn ha, cho nên là đầu khoan là Made in China, đầu kẹp khít hoạt động tốt, đầu nhựa. Rồi tiếp theo đầu khoan mã số 6 giá bán là 150.000 luôn nha anh em ha. Rồi thương hiệu này chắc cũng của Makita luôn ha, Makita luôn nha anh em ha, đầu kẹp tối đa là 10 ly, hoạt động tốt, chân máy nhất chỉ sang khoan, anh em nào xài liên hệ. Tiếp theo tới cặp cưa nha, cặp cưa này máy giá là 150.000, 300.000. Cơ này em bán giá là 150.000, anh em nào xài liên hệ em ha. Rồi. Rồi một cây cưa sắt nè, cũng chưa vệ sinh nè. Đó. Cái cơ này chắc nghĩa là cưa gỗ. Kiểu dáng độc lạ luôn nha. 150.000 luôn nha anh em ha, hai cây Oenos đàng hoàng nè. Đó. Rồi. Anh em có xài thì liên hệ em, 150. Rồi, tiếp theo tới cặp ba cái móc này em bán cho anh em 300.000, anh em xài thì liên hệ, chuyển khoản đủ bao ship. Rồi, hai cái móc nè, an toàn. Móc dây nữa. Đó, dây dài khúc nữa nè ha, mấy máy gì đó. Rồi đây an toàn nha. Rồi em móc nữa nè, đây ha. Rồi móc 300.000 nha, hoạt động tốt.
Rồi 300 ngàn bộ móc. Rồi chuyển khoản đủ bao ship. Rồi tới kẹp ống. Kẹp ống đồng em bán cho anh em giá là 200 ngàn. Có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ em nha. Rồi xong gì đó anh em xây. Đó. Rồi đầu này 19.5 nè. Đầu này 6.3, 8, 9.5, 12.7. Hai anh em. Rồi 200. Tiếp theo kẹp ống mã số 2 500. Này kẹp vừa lã luôn nha. Đầu này đầu của nó nguyên bộ. Rồi, bộ kẹp lã ống đồng á. Rồi anh em xem. Ha. Rồi 500 000 đồng, hàng Nhật Bản chưa vệ sinh luôn. Đây. Này 12, 10, 8, 16, 5. Này 11. Thế nào, đăng ký luôn. Quay đồng hồ, quay cái mặt của anh này. Quay mặt của anh này. Rồi tay Tago nha anh em, giá bán là 250 ngàn nha. Tay Tago 250 ngàn. Rồi tay Tago ha. Rồi 250 ngàn. Cái bọc này luôn nha anh em ha, 250 ngàn. Rồi cái bọc này là thương hiệu của nó thôi ha, con ốc này nó cứ máng vô đó là nó không có gớt ra được. Rồi em bỏ bọc luôn ha, giá bán là 250 ngàn. Anh em nào thấy có nhu cầu xài thì liên hệ. 250 ngàn nha. Tay Tago đây, cái túi này túi của nó nè ha. Rồi 200. Rồi 250 ngàn. Tiếp theo nha anh em, tiếp theo tới lập lòng. Rồi cái bộ lập lòng gì là em bán cho anh em giá là 300 ngàn. Anh em mua chuyển khoản đủ bao ship, lớn nhỏ rồi gì đủ các kiểu, nhỏ trong nhà, nhỏ ngoài trời, gió máy gì khỏi sợ nha. Đó, rồi một cái lập lòng nè, hai trái nè, em vô dây ha, anh em vô dây 150. Rồi ha, đây còn cộng này bằng thau luôn hay gì bằng đồng gì nữa nè. Rồi anh em nào xài liên hệ, tổng cộng đây 5 trái lập lòn nha, 300, chuyển khoản đủ bao ship. Rồi tiếp theo là hai con gỗ ghẻ nhỏ, hai con gỗ ghẻ nhỏ này thì 50 ngàn. Đó, hai con gỗ ghẻ nhỏ là 50. Đó, anh em muốn kéo gì đó kéo. Rồi 50 ngàn, hai con gỗ ghẻ 200. Tiếp theo nha, lục giác mã số 1 em bán 100 ngàn. Anh em nào xài thì cứ việc liên hệ với em, lục giác Nhật Bản à, giác này thì vệ sinh rồi. Rồi cái này thì từ 3 ly cho lên tới là 12 ly, 3 ly cho tới 12 ly, anh em xem nha. Rồi 100 ngàn. Rồi tiếp theo tới giao tiện, bộ giao tiện gì là em bán 500 ngàn, anh em nào xài thì cứ gì liên hệ ha, giao tiện 500. Rồi rồi giao tiện này mới có, cũ có ha. Rồi lục mẻ gì cũng có đầy đủ hết trơn trong này hết trơn, anh em nào xài xài chưa ưng ý thì mài vô lại đó hết trơn. Cái đống này là 500 ngàn, chuyển khoản đủ bao ship luôn nha anh em ha. Một nè, hai dao, ba dao, bốn dao, năm dao, sáu dao, bảy dao, tám dao, chín dao, 10 dao, 11, 12, 13, 14 cái giao tiện, 14 cái giao tiện nha. Tiếp theo cái đầu tép nha, bộ đầu tép vậy em bán cho anh em là 750 ngàn, chuyển khoản đủ bao ship luôn. Đó, hàng nặng chuyển khoản đủ bao ship luôn, 750 ngàn. Anh em nếu như ship code bộ này thì khoảng 100 mấy chục ngàn tiền ship. Rồi ok nha, tiếp một này em bán cho anh em 750 nè. Hàng Đài Loan xuất Nhật mới hoàn toàn chỉ sử dụng. Anh em nào làm cái auto cần những con này thì cứ dùng liên hệ em. Đầu này đầu 1 inch nha, đo đây qua đây là 25.5mm nè. Ok, cái này là nó tất cả 2 tầng nha, 38 với lại là 19 nha. 38 là phía ngoài này 6 cạnh, 19 lỗ vuông bên trong. Rồi tiếp theo tới cái này 41, 21. 41 là phía ngoài này, 21 trong đây. Rồi cái này là 38, 20, 38 ngoài này, 20 trong đây. Rồi tiếp theo 35, 17, 35 ngoài này, 17 là phía trong, lỗ vuông. Ok, tiếp theo cái này là đầu lỗ vuông nha, đầu lỗ vuông. Rồi ok, có 4 cái đầu lỗ vuông nha.
Rồi đây là này là một in nó xài chung hết hàng Made in Taiwan nha, là lon xích nhật. Rồi lỗ này là lỗ 17.5. Rồi lỗ này là lỗ 20, lỗ này là lỗ 20. Lỗ này là lỗ 19.5 nha anh em, 19.5. Lỗ vuông này là lỗ 21.5. Cái đó rồi. Rồi. Lỗ này là lỗ 17 nha, lỗ này là lỗ 17. Ok, còn cái này là 6 cạnh nè. 6 cạnh trực tiếp nè. 38 nha, 6 cạnh trực tiếp 38. Rồi, cái này là 32. Cái này là 41. Cái này là 33. Cái này là 27. Cái này là 36. Cái này là 35 nha anh em. Rồi ok, tiếp theo bộ tiếp số 2. Cái này là của hàng Đài Loan xuất nhật luôn, giá bán là 100.000 một hộp này. Hộp này thì gồm có 6 cái như nhau, đầu một in nha. Ở đầu là 12 ly 7, tức là đầu 1/2 chứ em xin lỗi. Đầu 12 ly 7, đầu 1/2. Rồi Made in Taiwan nè, hàng mới, chất thép đẹp tốt nha, 23 mà. Rất là cứng, thép đen ha. Em 36 đầu này em bán 100.000, anh em nào xài thì mua mình xài để dành luôn ha. Rồi 100.000. Rồi tiếp theo tới đục bê tông. Đục bê tông thì em bộ 4 cây vậy em bán 170.000, nếu như anh em thấy có nhu cầu dùng thì có việc liên hệ, hàng Nhật Bản đã vệ sinh nha. Rồi 170.000. Tức kẹt rồi. 170.000 nha anh em. Rồi chân của nó là em đo nha anh em, chân này là chân tròn nè. Rồi xuống ngay là cạnh này nha, cạnh này là 17 nè. 17 mm nè, này 6 cạnh nè, đo 17 mm nha. Rồi ok, 170.000 đục bê tông mã số 1. Tiếp theo đục bê tông mã số 2 nha anh em. Đục bê tông mã số 2 em bán cho anh em giá là 200.000, đục bê tông mã 2 200.000. Rồi cái này phi lớn nha. Đó, hai cái xài gọi, cái này hình như là chưa xài luôn nè. Đó, còn đẹp luôn, 200.000 đồng cho bộ này, hai cái dẹp với một cái nhọn, hai cái dẹp cái nhọn. Em đo chiều dài nha. Rồi chiều dài cái này là 29 nha, chiều dài cái này 29, chiều dài cái này 30, chiều dài cái này 30 luôn ha, giá bán là 200.000 đục bê tông mã số 2. Tiếp theo đục bê tông mã số 3, giá bán 150.000, đục bê tông mã số 3 giá bán 150.000 ha, cặp này giá bán 150, đục bê tông mã 3. Rồi anh em xem nha, có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ ha, phi này cũng lớn. Rồi cái này là 30 nha, cái này là 29. Rồi phi của cái này 8 cạnh nè, cái này là 25 nè. 25 cái này là 22 ha. Rồi, em bán cho anh em 150.000. Tiếp theo nha, đục bê tông mã số 4 giá bán là 200.000 cho cặp này ha. Cái này 25, để số 25 nè. Này số 25 luôn, hai cây này bằng cỡ. Chiều dài thì nó cũng na ná với nhau trên lại chắc có khoảng phân nè. 29 nha, 28. Rồi ok nha anh em, giá bán là 200.000 đục bê tông mã 4. Tiếp theo đục bê tông mã số 5 giá bán 150.000 nè. Đó, cặp này hai cây đục nhọn nha ha, cũng 8 cạnh luôn. Rồi cái này là 19 nè ha, 19, phi 19, chiều dài là 25 cm, giá bán 150.000 cho cặp này, anh em nào xài cặp nào lấy cặp đó. Tiếp theo thước số 1, thước góc 45 nha, giá bán là 150, anh em cặp vô các góc 45 gáp hình vuông ok ha. Thước 1 này bán 150 nè. Tiếp theo thước số 2 bán 150 luôn. Cái này anh em dặn tới đâu rồi muốn cố định thì dặn bật cái này lên, xiết cái này lại vậy thôi ha. Cái này cũng khá là dễ xài, ngóc này ngóc bằng thao luôn nha. Rồi số má chia trên đây nè, đó thước góc bên đây thì là 135 90 45 nữa. Rồi giá bán là 150.000, anh em nào xài liên hệ chúng công việc thì cứ việc lấy ha. Rồi kèm mẫu quả em bán cho anh em giá là 100.000 nè, kèm mẫu quả này em bán 100.000, anh em xài thì liên hệ nha. Ngoại hình nó đây, rồi tăng đưa nè đó. Rồi cái này là không có bị trượt cấp nha, đó bán lẻ từ cây hiện bao cho anh em vậy luôn đó ha. Rồi không bị trượt cấp, giá bán là 100.000. Tiếp theo thước thủy mã 1 em bán cho anh em 150 nè, thước thủy mã 150. Rồi chiều dài là 4 tấc nha, chiều dài 4 tấc, thủy ngang thủy đứng đầy đủ ha, còn chuẩn. Rồi tiếp theo thước thủy mã 2 em bán cho anh em 150 luôn, đó thước thủy 250. Rồi thủy ngang thủy đứng đầy đủ luôn, đó thủy ngang thủy đứng đầy đủ. Anh em dùng thì có việc liên hệ với em nha, anh em dùng thì có việc liên hệ với em. Rồi tiếp theo cộng lực mã số 1 em bán cho anh em giá là 120.000, cộng lực này cũng chưa có vệ sinh luôn ha, MCC giá bán hoàn toàn. Rồi cắt lưới nguyên mưu rồi vậy là thoải mái nha, tiên lâu phong bình thường ha. Rồi MCC dài 2 tấc. Tiếp theo nha, cộng lực mã số 2 mỏ xéo lên nha, giá bán 120 luôn, anh em nào xài liên hệ. Đây còn hình hài gì đẹp luôn nè ha. Đó rồi trên đây là có đóng Made in Japan luôn nha, trên đây có đóng Made in Japan luôn. Mỏ thì mỏ xéo, anh em xài thì cứ việc điện với em, điện cho em chốt hàng nha. Rồi cây này cũng chưa có vệ sinh gì hết ha, dùng thì liên hệ em. Rồi tiếp theo tới mũi tarot.
Rồi bộ mũi taro vậy thì em bán cho anh em giá là 600.000, bao cho anh em là cạnh này không bị mẻ bể gì hết nha. Rồi ở đây em sẽ cho anh em cái nào thấy thì đọc số, còn không thấy thì em không đọc nha. Rồi em đo đó, cái này thấy nè, cái này là 22 1.5 nè, 22 1.5, số này không thấy nè, cầm rồi. Cái này là 26 nha, 26. Rồi ok, tiếp theo tới cái này là 24 nhân cho 3 nha, 14 12 vậy đó. Rồi cái này 16 nhân 2 nè. Rồi cái này là 20 nhân 1.5 nè, 12 nhân 1.5 nè, 10 nhân cho 1.5 nè, 8 nhân 1.25 nè, 3 nhân cho 0.6, 9 nhân 1.25, 7 nhân cho 1, 6, cái này có 6 luôn nha anh em, 4 luôn. Rồi cái này chắc 21 gì đó. Rồi còn cái này là 5 nè. Đó, bộ vậy là em bán cho anh em giá là 600.000, vệ sinh sạch sẽ, bao găng không bị mẻ bể gì hết trơn á, còn nguyên ha. Rồi ba cây móc xay này 200.000 nè, anh em nào làm xây dựng cứ việc liên hệ, xây thoải mái nhẹ nhàng không bị phồng tay nè. Đó, rồi hai ngắn cây dài giá bán là 200.000. Tiếp theo tới cái cần cọc này em bán cho anh em giá là 100.000 nè. Đầu thì gồm có 17, 19, 21 và 23. Rồi tiếp theo tới mở hôm nè, mở hôm cưa nè. Rồi em bán giá là 300.000, anh em thấy có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ nha. Đây. Đó. Rồi ở đây nó có cái co, cái con đưa ra để mình chỉnh nè ha. Đó. Rồi. Cái này nước sét nó chảy vô thôi, chứ cây này còn nguyên chứ không sét không hư gì đâu, anh em cứ việc yên tâm mà dùng. Rồi dặn cái này chỉnh cử nè, anh em muốn mở bao nhiêu thì cứ để ngay đó, siết lại ngay chân cho đó, anh em cứ mở hoài tới ha. Rồi ok, giá bán là 300.000 nha, 300.000 hoạt động tốt nha. Tiếp theo cái súng xịt hơi số 1 em bán cho anh em giá là 300.000, hoạt động tốt luôn, Tokyo Japan nha. Đại cổ nè, anh em về vệ sinh ra nhìn rất là đẹp chứ chắc luôn nha. Rồi, bỏ dài xịt thoải mái ha. Rồi, tiếp theo xịt hơi mã số 2 em bán cho anh em 300 SK11 nha. SK11 có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ với em. Rồi tiếp theo xịt hơi mã số 3 giá bán là 250.000. Anh em về sửa nha, hai cây này về sửa, hai cây kia xài bình thường ha, hai cây này về anh em sửa. Rồi giá bán là 250.000 cho bộ này. Rồi tiếp theo nha, ốc thì đây anh có mấy bịch nè. Nó lộn xộn sao bằng, em khui thử một bịch ra cho anh em xem nha. Một bịch như vậy á là em bán cho anh em với giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng một bịch nha. 200.000. Đó. 200.000 đồng nha. Thổi đi. Có mấy bịch nè, để cho anh em. Anh em mua thì mua ốc lục giác nha. Rồi ốc lục giác vậy thôi, nó có 6 ly, 8 ly, rồi 4 ly, 3 ly gì, nói chung là lộn xộn sao bằng. Cái này là nó lộn xộn nha anh em, nó lộn xộn. Ốc này là ốc inox nha, nó đa số trong đây là ốc inox 304 cho tới 316 nha. Nó có thể lộn một hai con ốc gì đó trong đó thì anh em có thể bỏ qua giúp em nha. Tại vì cái này á, nó về lộn xộn sao bằng, chứ không phải là cái này lựa được nha. Đó, nó về là sẵn một thùng như vậy nè. Đó thì anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ thôi, chứ cái này em không có lựa nổi rồi. Cái này là 4 ly rồi 3 ly, 4 ly, 3 ly, 6 ly, 8 ly rồi gì đó. Còn mấy con lớn lớn thì nó ít lắm, mấy con nhỏ 4, 5 ly, 6 ly rồi gì nó nhiều. Đó, để em chọn ra thời sẵn cho anh em thử mấy bọc nè. Nó ốc lục giác nha. Thì anh em có mua thì cứ việc liên hệ, ốc lục giác, Long Đền Phe, rồi Long Đền gì đó, lộn xộn hôm nay nè. Đó, đa số là inox 304 với inox 316. Đó. Rồi. Tiếp theo thì tới đá mài. Cái viên đá mài này em bán giá là 450, anh em là đúng máy là gì thì cứ việc mua đi ha. Cái này thương hiệu Checkmate, đá mài Nhật đàng hoàng ha. Rồi ngoại hình thì cho anh em xem, nếu như anh em thấy có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ, điện thoại cho em trực tiếp qua số điện thoại 0335172445. Đá mài số 1 em bán 450 nè. Rồi ok nha, em sẽ đo cái đường kính trong với là đường kính ngoài cho anh em nha. Đường kính trong bên này nó có cục nhựa, em đo bên này trước. Bên này là nó sẽ là 16, còn bên đây là cái dòng mũ nè, cái dòng nhôm nè là nó sẽ là 19. Đó, rồi cái chiều dày của cục đá nha. Đá đã thô nha, dày 20. Chiều dày là dày 20 mm. Đường kính của cái viên đá này. Kính viên đá này 20.05. Rồi ok, tiếp theo tới đá mài.
đó, đá mài này có để là Mitachi nè, Japan nè, ha, Chetmat, những Chetmat. Đá mài thì đá mài ship này giống như miếng nhám quay vậy đó. Rồi em bán cho anh em giá là đá mài này mã số 2, 300 ngàn hết sắp này nha, hết sắp này. Anh em nào xài đúng công vị thì mua về, mới chát luôn, chưa sử dụng gì hết trơn á. 1 miếng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 miếng nha, 300 ngàn chuyển khoản đủ vào ship. Tiếp theo đá mài mã số 3 giá bán là 200 ngàn. Đó, ngoại hình của nó như thế này đây. Đó, anh em xem nha. Đó, lưỡi nào như lưỡi nấy. Cũng mới chát chưa sử dụng luôn. À, quên đó đường kính nó hay gì ta? Khoan, quên đó đường kính. Cái này với cái đó cũng giống hệt nha anh em, có cái là nó khác cái thương hiệu thôi. Đằng này thì thấy hiệu nhưng mà mờ lắm. Đằng kia thấy thương hiệu rõ ràng, anh em 180 nè, đường kính 180, lỗ này lỗ 19 20 gì đó anh em. Đó, lỗ này là lỗ 19 nè ha. Rồi. Đá mài số 3 giá bán là 202. Rồi, 2 4 6 8 10 12 14 15 miếng ha. Rồi. Tiếp theo đá mài mã số 4 giá bán là 400.000 ha. Đá mài số 4 giá bán là 400.000 hết đống này. Đó anh em về mài mấy cục đá mài này mài sướng tay thôi nha anh em. Mài rất là ăn sướng tay lắm, nhanh công việc cho mình. Rồi, ok nha. Đó, đá mài là đá mài Nhật Bãi hết ha. Rồi còn mới nè. Đó, rồi hai cục này giống như hai cục đánh bóng vậy đó. Em cũng biết làm gì nữa, hai cục này nè. Giống như hai cục đánh bóng vậy nha, giống như miếng nỉ vậy đó. Rồi hai miếng này nè, nó khác lạ, còn này là mày sắt là biết rồi ha anh em. Đó. Rồi, hai miếng này hai miếng dày nè, ba miếng dày nè, giống cỡ nè. Đó. Đường kính này đường kính nó 100 mm hết nha anh em, 100 mm, 1 2 3 viên còn mới nè. Rồi viên này cũng còn mới nhưng có bị cấn chút xíu thôi. Đó, là mỏng hơn xíu ha. Là tổng cộng 4 viên, 5 viên, 6 viên, hai miếng này mài đã thôi ha. Hai miếng này mài ăn lắm, im lắm nha anh em. Anh em nào đã từng xài thì biết nha. Tiếp theo nha, đá mài mã số 5 giá bán là 300.000. Đó, đá mài bê tông nè. Đó, nè lưỡi cắt bê tông nè. Đó, hai cái lưỡi cắt bê tông nè. Đó, với cái này là một cái lưỡi mài bằng nè. Đó. Rồi anh em nào dùng thì cứ gì liên hệ nha. Đó, đá mài mã số 5, giá bán là 300.000. Đường kính này đường kính 125 nữa nè. Em đo nè. Đó, phi 125 đó. Ba cái này là bằng cỡ. Đó này bằng cỡ. Rồi, bộ này là 300.000, có như lưỡi 100.000. Rồi, tiếp theo tới mặt nhôm. Mặt nhôm thì em bán nhôm lẻ gì nè, một miếng gì thì là 150.000 ha, nhôm số 1. Dày là 15 mm nha. Rồi, nhôm cực kỳ đẹp, cực kỳ phẳng đó thằng này luôn ha. Rồi, cái này là Ủa xin lỗi cái này em nói nhầm, 12 mm nha, 12 mm chứ không phải 15. Rồi ok, 150.000 miếng. Rồi cái này là 33.5 đó mili. Rồi này 80 mm. Rồi đó anh em, một miếng gì là 150, nhôm Nhật Bãi nha, còn rất là đẹp. Rồi nhôm này nhôm có phủ anod nè, nhôm này nó chống oxy hóa nè. Đó. Rồi nhôm này nhôm số 2 em bán cho anh em 200.000, ngoại hình thì anh em xem nè. Đó, vậy anh em chế cháo gì đó chế ha. Rồi, nhôm này thì em đo đường kính nè, một cặp này dòng cùng đường kính nha, 90 nè, mili nè. 340 nè ha. Dày là dày một phân nha, cái này là dày một phân nha. Đây đó sao là nhôm dạng phân nha. Đó, nhôm số 3 nè, cũng vậy luôn, dạng một phân nè, giá bán là 200.000 cho cặp này. Đó, một phần mà sau này nó có khoan găng gian lỗ hết rồi nha anh em. Cái này là hàng tháo máy à, hàng tháo máy Nhật Bãi cũ nha. Rồi giá bán là 200.000, ở đây em đo cho anh em nè. Rồi 80 nè, mili nè, 340 nè ha, vậy một phần. Tiếp theo miếng nhôm mã số 4 nè, mặt bằng rất là đã luôn ha, cực kỳ bằng phẳng luôn nha anh em. Em nói là cực kỳ bằng phẳng luôn ha. Rồi anh em về muốn chế thì đã chế mặt bàn, chế bất cứ cái công chuyện gì. Rồi chế máy hàng xeo, khung máy, dựng máy gì đó thì tùy anh em. Rồi nhôm số 4 giá bán là 500.000. Bề ngang này của nó là 32 cm, chiều dài này của nó là 39 cm, rất lớn, thoải mái, đóng pin là mua lửa trên đây luôn ha. Đó là nè, phủ anod nha, đó, chống oxy hóa. Rồi tiếp theo thì ở đây em bán pin. Pin nha anh em, pin này pin sạc. Đây còn mấy hộp nữa ha. Rồi còn mấy hộp nữa. Rồi thì pin này thì em bán cho anh em giá là 300.000.
một hộp như vậy nha. Rồi pin bãi nhưng mà còn rất là mới, mới trên 90% luôn, kể cả còn cái hộp đựng luôn, thương hiệu Enelope nha. Rồi con này là Made in Japan, sản xuất tại Nhật luôn nha, thương hiệu là Panasonic nè. Cái này là anh em về anh em xài xong hết anh em sạc, dung lượng của nó là 1900, xài thoải mái thôi ha, còn rất là mới luôn, còn rất là mới. Lâu lâu là mới có mà cái hẹn lô hàng là về pin như thế này mà còn mới 90% gì nha. Giá bán là 300.000 pin sạc ha. Rồi dung lượng 1900. Rồi anh em nào xài liên hệ, một hộp gì 4 viên. Tiếp theo thì chống cắm dòng điện, em về cái lô này thì nó còn được có 2 chiếc cuối cùng thôi. Đó, anh em nào mua thì mình ghim vào bảo vệ cái thiết bị nhà mình thôi. Từ 2000W đổ xuống, này là nồi cơm điện, như vậy là xài bình thường. Anh em cứ việc đấu theo sơ đồ, anh em nào mua em gửi sơ đồ cho đấu, có 3 cụm dây rất là đơn giản. Rồi chống cắm dòng điện này thì em bán cho anh em giá 100.000. Anh em đấu xong cái này vô cái nồi cơm điện, quạt gió hay bếp từ hay bất cứ cái sản phẩm nào đó của anh em Nhật Bản sử dụng điện trong con ghim đó, thì anh em đấu cục này vô, anh em khi lỡ nhầm người nhà không biết, người thân không biết, ghim vô 220 nó kêu tiết 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 ngoài chứ nó không vô điện. Nhưng mà khi anh em ghim vô 100W thì nó kêu cái tiết đóng điện qua chạy ha. Chỉ có 100.000 đồng thôi để bảo vệ một cái chiếc nồi cơm điện của nhà anh em mấy triệu bạc, thì cái đó thì em nghĩ nó rất là lợi ha, chứ không phải là chỉ có 100.000 thôi. Anh em nào mua thì cứ việc liên hệ ha. Rồi 100.000 một chiếc chống cắm dòng điện 220W, thiết bị rất là lợi hại nha. Rồi là hàng này em cũng nói luôn, hàng sản xuất tại Việt Nam nha. Rồi do mấy anh Việt Nam thiết kế nghĩ ra ha, cũng rất là cảm ơn mấy anh. Rồi giá bán là 100.000 cái thôi nha, hai cái là 200, anh em là mua hai cái cuối cùng. Rồi tiếp theo tới cây khui lon nè. Cái cây khui lon này á, thì anh em để khui hộp lon, lon sữa rồi gì, khi mà anh em khui vô cái miệng chạy một vòng rất là êm luôn. Cái này là nó có cái đầu hít nè, anh em hít hít cái nắp hộp lon lên đây nè. Khi mà anh em để vô là tự động bản thân nó hít cái nắp hộp lon vô đây, rồi cái lưỡi này kẹp vô và cái lưỡi này nó sẽ cắt nha. Rồi dặn cắt chừng nào hết cái anh em dở lên thì nguyên cái nắp này sẽ dính lên trên cái này luôn nha. Rồi cái này thiết kế rất là hay và nó rất là bén nha, cái này khui rất là bén, khui một phát một là đứt tròn lụi hết đó. Anh em chỉ cần để vô cái hộp kẹp lại và xay thôi, xay giáp vòng rồi dở lên ha. Khi mình gờ vô trong cái lằn mà nó cắt rồi của trên cái lon sữa hay cái lon anh em mới cắt rồi, nó rất là mịn gì luôn nè, chứ nó không có bén, nó không có sắc bén mà dễ bị đứt tay nha, không có. Thế này nó hay như vậy đó. Rồi anh em nào cần dùng thì liên hệ, chỉ có 150.000 thôi ha. Rồi mua tặng vợ, tặng người yêu. Tiếp theo nha anh em, bếp nha, đồ bếp bữa nay em có mấy bịch thôi. Nó sản phẩm ở đây thì nó về chung với lô đồ nghề của em, thì ở đây em soạn ra những cái đồ bếp này. Xong rồi em rửa ráy rồi về sạch sẽ hết rồi. Anh em về chỉ cần rửa sơ bộ lại nữa bằng xà bông nhà của anh em là anh em xài thôi. Hiện tại cái này em đã rửa xà bông phơi nắng rồi, rửa lưỡi lắm rồi đó. Sạch sẽ hết rồi đó. Nói chung đồ bếp, đồ ăn uống thì ở đây em cũng rất là kỹ vệ sinh sẽ những cái đồ mà ví dụ như nó bị xét hư rất là nhiều hoặc là hư hao em cũng đã bỏ hết rồi. Bếp mã số 1 một bộ vậy em chỉ bán giá là 220.000 thôi. Ở đây em có mấy bộ như thế này thôi là hết. Anh em nào có nhu cầu cứ về liên hệ sớm ha. Rồi bộ này thì gồm có cái giá nè ha. Rồi cái giá này thì nó chấn thương chỉnh hình xương sống hết lần rồi nha anh em, nó cong gì luôn nè. Đó. Rồi đây ha, cái lần này là giá khắc chanh, anh em lượt mấy cái hột chanh này ở đây nha. Rồi giá này giá nhỏ nha. Đó. Rồi một cái sạn chiên trứng và tiện lợi đây anh em có thể khui được nắp chai luôn. Rồi cái này là đánh trứng nha ha. Rồi tiếp theo nha anh em, cái này là dao cắt bít tết, đó dao cắt bánh kem nha, cắt xong anh em xúc bánh kem ha. Ok, tiếp theo cái này là cái sạn lỗ. Rồi cái này là gấp mì, giá gấp mì nha, gấp mì gấp trứng gì cũng được ha. Rồi cái sạn dày nha, xài ok luôn đó. Hàng Nhật Bản về chung với lô đồ em soạn ra mấy cái này nha. Đó, chỉ có mấy bịch như thế này thôi. Anh múc mì nha, múc mì múc canh giá lớn luôn đàng hoàng ha. Nó giá lường nè, nó có dung tích cho anh em lường. Rồi sạn xào mì đó, cây này là cây dũa nè, cây dũa mà nó có thể là khui lon ha. Rồi hai cái giá, hai cái sạn. Tiếp theo cái bộ này là bộ bếp số 2 nha. Bộ bếp số 2 này em bán cho anh em 220.000. Đó, có mấy cây gấp nhỏ mini nè. Đó, gấp nhỏ, gấp nước đá, gấp gì gấp, sạn nhỏ luôn nha. Rồi giá lỗ này anh em ăn lỗ múc đồ ăn là gì đó, rồi nó nước nó chảy xuống còn lại cái nha. Rồi giá nè, rất là đẹp luôn, giá của cay luôn nha. Đó. Rồi giá của cay luôn ha, hai cái giá lớn nè. Cái này thì nó hơi đổi màu tí thôi nhưng mà nó cũng vừa sử dụng tốt nha anh em, không có sao. Rồi cái này anh em có thể vắt chanh, vắt hạnh là gì bỏ đây bóp ép ở đây nó chảy này ha. Rồi còn cái này là giá múc canh ha. Nó quéo tí nhưng mà không sao nha anh em, còn xài được. Rồi
này là khui gụ van nè, khui gụ van có cái này mình khui chai gụ thấy nó nhẹ nhàng hơn ha. Rồi ok, này là cái giá đánh trứng nha. Rồi 220.000 đồng bộ, anh em ưng ý bộ nào liên hệ với em sớm chốt sớm nha. Rồi tiếp theo web mã số 3 em bán cho anh em 220.000, đã rửa sạch sẽ hết đó, anh em mua về chỉ dùng thôi. Một cái sạn nữa nè, cái giá một cái sạn nè đó, cái giá này giá múc canh nha, múc canh. Rồi hai cái sạn đó. Rồi tiếp theo giá lỗ lẩu ha, hai cái giá lớn nấu canh múc canh. Rồi cái này là anh em theo múc mì nè đó, vào cắt bánh kem. Cái này là bào gừng bột hay mì gì đó. Rồi cái này cây khui nha, cây khui khui lon đó, khui lon sỏi là gì đó. Rồi tiếp theo bộ bếp mã số 4 em bán cho anh em giá là 220.000, bếp mã số 4 nha. Ở đây thì có cái giá lỗ nè, múc bánh canh bánh lọt gì anh em múc nha, ăn lẩu rồi gì cũng được bình thường. Rồi sạn thì có sạn lỗ sạn thường đó, hai loại. Rồi sạn lỗ nữa nè đó. Rồi đầu này đầu khui mấy nắp chai nè đó, này cây gấp, cái này đánh trứng nha. Rồi cái này là cây khui rượu, cây khui rượu vang nha đó, cây khui rượu vang. Rồi ok, đánh trứng. Tiếp theo nữa là đây giá nè đó, giá anh em xem nè, giá lỗ nữa nè đó. Rồi sạn, sạn lớn sạn nhỏ ha. Rồi 220 bộ thôi anh em, chỉ có 220.000 thôi, em đã gửi sạch hết rồi. Bếp số 5 em bán cũng 220 luôn đó, đợt bếp cuối cùng mới hôm nay nha. Rồi xong đây giá ha, gấp nè, đánh trứng nè ha, đánh trứng này hình nứt đây xíu không sao. Rồi đây có một cây khui nữa nè ha, khui là bén luôn ha, ok ngon lành. Cái này là dợt bánh tiêu rồi, giờ chiên xong anh em để cho nó gáo dầu cũng được nha. Rồi sạn vô xin nữa nè ha, đó anh em xem có nhu cầu dùng thì có gì liên hệ. Sạn nè, sạn lỗ nè, sạn lỗ đây nó có bị gãy hết chân đây nha, anh em xem nha. Rồi đó, bộ này giá là giá cay nữa nè đó. Thì tổng cộng bộ gì lại bán 220.000, có 5 bộ rửa sạch. Tiếp theo muỗng nè, rất là đẹp nha anh em, muỗng rất đẹp ha, muỗng rất đẹp và sáng luôn. Muỗng muỗng số 1, muỗng số 1 này bán giá là 200.000 nha, muỗng số 1 bán giá là 200. Đây muỗng số 1 nha, 200.000 đồng ha. Rồi muỗng này thì ở đây em bán là muỗng nhỏ, muỗng ăn kem ăn bánh ha. Rồi rồi muỗng đo lường, muỗng nêm thì lộn xộn trong đây nha đó, anh em xem da này do ăn cá nè ha. Rồi nó rất là nhiều nha, muỗng ăn xôi chè rồi gì cũng được nha ha, mấy cái nĩa nè đó, ăn rau câu ăn bánh gì đó ha, bánh bò ha đó, tùy anh em đó, muỗng rất là nhiều luôn. Rồi một bộ như vậy là rất là nhiều muỗng luôn nha anh em đó, nĩa nè, muỗng nĩa nhỏ, nói chung là để ăn xôi chè ăn bánh. Tiếp theo muỗng số 2 em bán cho anh em giá là 200.000, muỗng số 2 200.000. Rồi muỗng này thì em cũng là muỗng nhỏ, mình lấy dưới nĩa nhỏ luôn, cũng ăn xôi chè với làm có bộ muỗng nêm rồi gì nữa nè, đủ thứ hết trơn trong này nha anh em đó, anh em xem muỗng nĩa ăn xôi chè ăn bánh ha đó, rất là nhiều, sáng sủa hết, sạch sẽ, em đã vệ sinh sạch sẽ hết cho anh em đó. Chỉ có 200.000 đồng một bộ như thế này thôi ha, muỗng nĩa Nhật nó rất là dày dặn đó, anh em ăn hột vịt lộn rồi gì cũng được đó nè đó, đủ thứ các kiểu để cho anh em ăn ha. Rồi rất là dày nha, muỗng rất là tốt. Đây cho anh em xem nè, một bộ như vậy chỉ có 200.000 đó, muỗng số 3 200.000 nữa nè đó, cũng rất là nhiều muỗng nĩa nhỏ nè, xôi chè rồi vậy đó, thì tùy theo ý thích của anh em đó. Rồi một bộ muỗng nêm gì nữa nè ha, đó đây muỗng vàng đó, anh em thích bộ nào lấy bộ đó nha, chỉ có 200.000 bộ thôi, xài thoải mái luôn, 200.000. Rồi tiếp theo muỗng số 4 em bán cho anh em giá là 200.000 luôn ha, muỗng 4 200 đó, cũng vậy luôn, cũng rất là nhiều muỗng nhỏ, nĩa nhỏ, nĩa nhỏ, nĩa nhỏ đầy đủ hết trơn, rửa sạch sẽ, rửa gáy phơi nắng sạch sẽ cho anh em đó. Rồi già thì cái muỗng này nó rất là lâu nha anh em, lâu lắm lâu luôn á, anh em nào thấy có nhu cầu thì cứ việc liên hệ mua ủng hộ em, cảm ơn. Rồi rồi tiếp theo này là muỗng nĩa lộn xộn cán rồi gì cho em bé ăn nè, cho nít ăn nè đó, thì một bộ này, bộ này em bán 250 ha, rất là nhiều ha, muỗng số 5 250 đó. Cái này là làm bánh kem nè nha anh em, tạo hình tạo dáng là bánh kem nè, dao nè đó, dao bít tết nè,
rồi muỗng mẻ cán nhựa, cán gỗ rồi về lộn xộn trong đây ha. Đó rồi tất cả cũng đã được rửa sạch sẽ, hay muỗng rất đẹp nè anh em, 250.000 bộ này đó, cho em bé ăn nha, đủ màu trơn á, đủ màu trơn nha ha, cho em bé trẻ con người vậy ăn. Đây bộ gì rất là nhiều anh em ha, đó ăn cơm gì đó ăn ha, ăn bánh gì mấy mẹ ăn rất hay ha. Rồi tiếp theo tới bộ muỗng số 6. Muỗng số 6 này thì bộ muỗng mẻ dao để mình ăn trong gia đình nè đó. Muỗng số 6 là muỗng lớn nè, giá bán là 200.000 nè, mình có dao mình ăn với tết, ăn thịt và gì mình cắt nè đó, hoặc cái này về anh em có thể chế cháo làm lại là mài quán, là mình sử dụng mình gọt trái cây rất là sạch sẽ nha, nhìn cũng rất là đẹp ha. Hiện tại này là dao bít tết, là đa số là nó không có bén, không có bén gì trơn á đó, nó chỉ mà thịt được ha, thịt nướng rồi gì mình cắt được đó anh em. Còn bộ này nghĩa dao này nghĩa giống kiểu nè ha, là 10 cái đúng không, 10 cái dao ha. Rồi còn muỗng nè, à muỗng mẻ này thì nó này là do muỗng mẻ bộ của nó này ha. Rồi được hai bộ muỗng mẻ bộ nè ha, rồi với lại 10 cái muỗng, 10 cái nẻ ha, 10 cái muỗng, 10 cái nẻ, đây nẻ nè đó, gần tương xứng nha, chứ nó giống thịt thì nó khó vậy nè, là hàng bãi mà. Rồi 10 muỗng 10 nẻ ha, cũng rất là ok luôn cho anh em nha. Một bộ gì là em bán cho anh em chỉ có với giá là 200.000 đó, muỗng thứ 6. Tiếp theo muỗng số 7 cũng vậy luôn, em cũng bán giá là 250 nha. Muỗng số 7 em bán 250 nha, mỗi cái bộ muỗng mẻ giá cả cái nào anh em cứ xem nha, cái nào ưng thì anh em chốt 250 nha. Đó này là muỗng không, này về anh em ăn cơm dĩa cùng phần chan canh thì cũng được, rất ngon nha. Đó rồi muỗng dài không anh em, rất là dày luôn nha, dày xài rất là tốt luôn đó, muỗng dày đẹp. Rồi anh em có nhu cầu mua bộ muỗng này thì cứ việc liên hệ, muỗng rất dễ ăn. Đó, ai cũng có thể ăn muỗng nè. Đó, muỗng lớn nha, muỗng lớn. Rồi, chài rửa sạch sẽ. 250.000 bộ muỗng số 7. Rồi, tiếp theo. Muỗng số 8, 250.000, muỗng số 8 250.000. Bộ muỗng này thì cũng gồm có dao, muỗng mẻ. Rồi, cho người lớn ăn nè. Đó. Rồi, 10 cái muỗng nè, anh em xem 10 cái muỗng nha, 10 cái muỗng. Đó. 10 cái muỗng. Rồi 10 cái nẻ, 10 cái muỗng, 10 cái nẻ. Đó, cũng dày dặn chắc chắn. Rồi 10 cái dao. Đó nè. 10 muỗng, 10 nẻ, 10 dao. Dao này trùng kiểu nè, dao đẹp nè, có cây khác kiểu nè. Rồi đẹp ha, dao dài luôn nè. 250 bộ. Rồi tiếp theo bộ dao muỗng số 9 là 250.000 luôn, muỗng 9 250.000 luôn. Rồi cũng 10 muỗng 10 nẻ và 10 dao với tết nha. Muỗng 10 nẻ 10 dao với tết đẹp nha, dày dặn chắc chắn. Anh em xài một lần là thích nha. Đó, có nhu cầu thì cứ việc liên hệ nha. Đó có mấy bộ gì thôi. Đó. Rồi. Rồi có mấy bộ thôi nha. Anh em xem dao nè. Rồi, dao đẹp nha anh em ha. Rồi tiếp theo 10 muỗng 10 nẻ 10 dao luôn đó nè. Nó cũng dày dặn chắc chắn luôn. Bộ này thì là bộ số 10, muỗng số 10 250.000 bộ. Rồi, 10 muỗng 10 nẻ 10 dao nha. Đây. Muỗng nẻ dao. Đó, nẻ nè, nẻ dày dặn luôn ha. Đó, muỗng đẹp qua văn mà vậy cắt kiểu nè. Đây nè, ha. Còn dao nè. Đó. Dao đẹp nha, dao này dao cay đó nè. Đó. Rồi hết em, 10 muỗng 10 nẻ 10 dao. Rồi tiếp theo muỗng cà phê nha, muỗng pha chế bartender nè. Đó. Rồi muỗng số 11, 150.000. 150.000 mấy cái muỗng cà phê nha, cái muỗng anh em quậy cà phê. Đó. Muỗng dài. Đó. Muỗng pha chế. Đó. Rồi. 150.000 muỗng số 11 nha anh em, muỗng số 11 150. Tiếp theo tới dao với tết không, đó dao tết không này thì em nói rồi đó, anh em về anh em có thể là để cắt thịt nướng bây giờ anh em ăn, hoặc anh em có thể ngoài lại làm cái dao của trái cây rất là sạch sẽ nha ha. Rồi dao với tết giá bán là 200.000 đồng, nó một bộ dao gì ha. Rồi em đếm cho anh em nha, chắc này 20 cây, 2 4 nè,
đẹp hết nha. 6 8 10 12 14 16 18 20 cây nha anh em, 20 cây giao bít tết mã số 2, giao bít tết mã số 2 giá bán là 200.000 đồng ha, 200.000 đồng cũng vậy luôn đó, cũng đẹp luôn ha, tất cả đẹp sáng chói ló luôn đó. Rồi giá bán là 200.000 đồng một bộ dao gì thôi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ha, 20. Rồi tiếp theo dao bít tết mã số 3, dao này dao lớn, dao dài nặng luôn ha. Rồi cũng bán cho anh em giá là 200.000 đồng dao tết số 3. Anh em muốn thích bộ nào lấy bộ đó, anh em thích dao dài lấy dao dài, anh em thích dao ngắn lấy dao ngắn nha, cái đó là tùy theo sở thích của anh em nha. Đó đây anh em, rồi anh em thích bộ dao nào lấy bộ dao đó. Rồi tất cả hôm nay em có bao nhiêu sản phẩm đó thôi, anh em thích sản phẩm nào cứ việc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0335172445 em Tân Sơn, hoặc là Zalo số trên. Em xin chân thành cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong video clip tiếp theo. Em xin thân ái kính chào. Con xin kính chào tất cả cô chú. Đó là Hoàng. Chào cô chú.